Hôm nay mình sẽ làm món cá chép om dưa nhé. Bây giờ các bạn chuẩn bị nguyên liệu cho mình. Ở đây gồm có ớt, một quả ớt, tỏi và hành thơm băm nhỏ, quả cà chua để tạo màu, dưa chua các bạn tùy theo khẩu vị các dụng mình bạn dùng nhiều với ít, và hành thơm, hành lá và rau thơm mình đã thái nhỏ đây. Ở đây là một con cá chép khoảng 2 cân, nhưng mà mình lấy cắt khúc và mình chỉ dùng khoảng hơn 1 cân một chút thôi. Cá chép có một chút trứng này. Bây giờ mình đi chế biến các bạn nhé. Gia vị ở đây mình chỉ dùng hạt lêm và một chút mắm thôi. Tiên các bạn chuẩn bị cho mình một cái chảo nhé. Các bạn cho dầu ăn vào để mình rán qua cá trước để cho cá hết mùi tanh, bớt mùi tanh để khi mình om mì dưa cho vừa dầu. Cá thì các bạn rửa sạch và các bạn để ráo nước thì khi chiên thì khi rán thì cá sẽ không bị bắn. Rán cá các bạn có thể cho một chút muối vào thì mình vào chảo thì khi rán thì cá đỡ bắn hơn. Khi dầu sôi thì các bạn cho cá vào chảo luôn. Mình chỉ rán sơ cá thôi, rồi sau đó mình sẽ vớt cá ra và mình xào dưa. Các bạn ơi, mình chỉ cần chiên cá đến khi cá bớt hết đỏ của máu cá là được rồi. Rồi mình vớt cá ra và mình xào dưa nhé. Các bạn lưu ý là mình bỏ bớt dầu ăn đi, không là sẽ rất là ngấy. Thì cá này nó cũng béo, nó cũng ra mỡ, rất là nhiều mỡ. Mình dùng luôn cái chảo của rán cá nhé, mình xào dưa. Các bạn cho tỏi và hành thơm vào phim. Khi cho thơm để tí nữa nó át, sẽ át mùi tanh của cá. Cá chép ăn thịt rất là ngon, rất là ngọt, nhưng mà ăn cá chép thì hơi tanh ấy. Cho nên các bạn cố gắng kỳ công một tí để giảm hết cái mùi tanh cho dưa vào xào. Mình sẽ cho một thìa hạt lêm vào. Cho cà chua vào xào lại. Cho quả ớt. Ớt ở đây mình không cắt, để nếu muốn cay thì các bạn dằm, còn không muốn chỉ ăn mùi tanh thì mình để cả quả này. Thì nhiều khi nhà có nấu cho nhiều người, có những người không thích ăn cay á. Bây giờ mình cho cá vào, cá đã rán sơ này rồi. Bây giờ mình đổ nước vào. Các bạn đổ để cá nước chấm sấp cá, rồi mình đậy vung và mình om trong khoảng nửa tiếng là được, nửa tiếng hoặc hơn tùy theo gia đình của bạn, tùy theo nhiều hay ít. Như mình thường om khoảng nửa tiếng. Rồi khi ăn thì mình sẽ cho thêm một chút sa tế và một chút mắm và mì chính nếu mà các bạn thấy nó chưa đậm đà. Khi mà Linh om đã được khoảng 30 phút rồi, các bạn kiểm tra xem gia vị vừa chưa nhé. Nếu chưa vừa thì các bạn nêm nếm lại gia vị nhé. Và mình rắc hành lá lên trên và hành lá và rau thơm lên trên. Rồi tắt bếp là được các bạn ạ.
vì dưa này là dưa chua rồi cho nên các bạn không cần phải cho thêm giấm hay là chao hay là bất kỳ cái gia vị chua nào nữa. Mình chỉ cho thêm quả cà chua để cho món ăn của chúng ta màu sắc thêm và có vị thanh mát hơn thôi. Bây giờ tắt bếp là được thôi. Bây giờ mình múc ra bát và thưởng thức thôi. Vì hôm nay con cá chép khá to nên mình phải cắt khúc các bạn ạ. Chúc các bạn thành công với món ăn của bữa ăn gia đình như thế này nhé. Cá chép om dưa.